Sáng nay 23 tháng 8, Tòa Nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xét xử sơ thẩm vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền. Bị cáo trong vụ án này là Lê Thái Thiện, còn gọi là Thiện Soi, sinh năm 1965, và Lê Thái Phong là con của Thiện Soi, sinh năm 1992, cùng trú tại thị xã Phú Mỹ. Dự kiến phiên tòa sẽ được xét xử trong 2 tuần. Theo cáo trạng, ngày 4 tháng 8 năm 2020, một người dân sinh năm 1980, trú thị xã Phú Mỹ, đến công an thị xã Phú Mỹ tố cáo Lê Thái Thiện có hành vi cho vay tiền với lãi suất cao. Tiếp nhận đơn tố cáo, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Phú Mỹ đã tiến hành điều tra và xác định Thiện hoạt động trong lĩnh vực cho vay tiền lấy lãi suất cao, mức lãi suất do Thiện và người vay tiền thỏa thuận, trong đó có nhiều khoản vay với lãi suất từ 3.000 đồng một triệu một ngày đến 4.500 đồng một triệu một ngày. Phong, con trai của Thiện, giúp thực hiện các hoạt động giao dịch liên quan đến việc cho vay tiền với lãi suất cao và thu hồi nợ. Từ năm 2018 đến năm 2020, hai cha con Thiện đã cho 9 người vay tổng số tiền hơn 322 tỷ đồng với mức lãi suất vay từ 109% một năm đến 146% một năm. Thiện và Phong đã thu tổng số tiền các khoản gốc là hơn 277 tỷ đồng, tổng số tiền các khoản lãi là hơn 124 tỷ đồng. Tổng số tiền mà hai cha con Thiện thu lợi bất chính khi thực hiện hành vi cho vay lãi nặng là gần 100 tỷ đồng. Sau đó, Thiện và Phong đã thực hiện hành vi rửa tiền bằng hình thức sử dụng hơn 59 tỷ đồng thu lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng vào việc chuyển nhượng các thửa đất, vật liệu xây dựng của những người cho vay. Xảy ra mâu thuẫn trong lúc nhậu, Nguyễn Trung Trạng, trú tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đã dùng dao đâm chết người. Đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra. Trước đó vào tối ngày 13 tháng 8, Trạng cùng với 4 người bạn đến một quán bia club ở phường 1 thành phố Bạc Liêu để nhậu. Sau đó nhóm của Trạng sang bàn bên cạnh để mời bia thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trạng đã dùng dao đâm khiến nạn nhân bị thương tích nặng dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn. Tuy nhiên lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bạc Liêu đã vận động nên Trạng đã đến cơ quan công an đầu thú. Cũng mâu thuẫn trong lúc nhậu dẫn tới xô xát, 9 bị cáo đã bị Tòa Nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên phạt tổng cộng 131 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, vào tối ngày 9 tháng 4 năm 2022, do mâu thuẫn với nhau trong lúc nhậu tại một quán nhậu ở một khu phố thuộc thành phố Phú Quốc, nên giữa Nguyễn Đăng Khoa là đội trưởng đội bảo vệ quán 39E và anh Trần Hoàng Giang đã xảy ra cự cãi, thách thức đánh nhau. Biết tin, Huỳnh Thanh Tòng rủ 8 đối tượng đều là nhân viên bảo vệ ở quán 39E đến giúp sức cho Khoa. Hậu quả, Giang bị nhóm hành hung, trong đó Nguyễn Hoàng Duy dùng dao đâm 2 nhát khiến Giang tử vong. Sau khi gây án, các bị cáo đã đến công an đầu thú. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên án bị cáo Nguyễn Hoàng Duy 18 năm tù, 8 bị cáo còn lại lĩnh mức án từ 13 cho đến 16 năm tù, đồng thời buộc bị cáo liên đới bồi thường cho gia đình bị hại số tiền trên 200 triệu đồng và cấp dưỡng cho con nạn nhân đến năm 18 tuổi. Thưa quý vị, tại khu đất dãy vùng 40 của công ty cổ phần cà phê Eapok ở thị trấn Eapok, huyện Cư Mơ Ga, tỉnh Đắk Lắk, vừa qua đã xảy ra vụ án hủy hoại tài sản nghiêm trọng. Công an huyện Cư Mơ Ga đã khởi tố 19 bị can có hành vi hủy hoại tài sản và gọi hỏi làm việc, răn đe, giáo dục đối với 31 đối tượng liên quan ở Buôn Lang và Buôn Eamop của thị trấn Eapok. Đến nay, những người vi phạm đã thú nhận tội lỗi, đồng bào trong hai buôn cũng đã hiểu rõ toàn bộ sự việc và rất buồn cho những người đã gây ra vụ việc trên. Vụ việc xảy ra trước đó tại khu vực thực hiện dự án trồng cây sầu riêng của công ty cổ phần cà phê Eapok đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Để thực hiện dự án trên, công ty cổ phần cà phê Eapok đã dựng hàng rào bao quanh khu đất dự án và xây dựng một nhà ở công nhân, một chòi gác trong vùng đất với tổng giá trị hơn 880 triệu đồng. Sau đó, 19 đối tượng đã kích động, lôi kéo, dẫn khoảng 300 người dân ở Buôn Lang và Buôn Eamop của thị trấn Eapok mang theo băng rôn biểu ngữ với nội dung đòi công ty cà phê Eapok trả lại đất, rồi kéo nhau đến khu vực đất dãy vùng 40. Tại đây, 19 đối tượng này đã kích động người dân dùng cây sắt, cưa lốc, phá hủy, xô đổ, làm hư hỏng hoàn toàn 2.700 mét hàng rào
một ngôi nhà ở công nhân và một chòi gác của công ty cổ phần cà phê Airpoc mới thi công xong. Đến nay thì các đối tượng vi phạm đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Tại nhà của ông Y Thiên Ria ở thị trấn Airpoc, huyện Cư Mờ Ga, trước đó con rể của ông là Y Lương Hơ Long do nông nổi bị kẻ xấu kích động lôi kéo đã theo một số người trong buôn Airpoc đi chặt phá cà phê, hủy hoại nghiêm trọng đến tài sản của công ty cà phê Airpoc. Vì hành động sai trái đó mà Y Lương Hơ Long đã bị các cơ quan chức năng khởi tố và bắt tạm giam. Bây giờ là nó va chạm như vậy rồi, gia đình là rất khó khăn. Từ khi nó đi tôi cũng động viên gia đình tôi. À, con cái tôi và vợ nó cũng vậy, tôi nói thôi bây giờ nó va chạm như vậy rồi, từ từ pháp luật người ta xử lý. Mình đừng có hoang mang, pháp luật ta xử lý là theo cái gì mình vi phạm thôi. Tôi cũng muốn nhắc nhở là bà con làm cái gì cũng phải là có cái suy nghĩ, có cái nhận thức, làm sao nó đúng pháp luật. Tôi cũng mong muốn như vậy. Đừng có nên coi như là như con cái tôi trong nhà, là làm không có suy nghĩ, không có ý thức. Là người bị các đối tượng xấu kích động lôi kéo, thời gian qua ông Iner Bergeron ở Buôn Lang cũng đã giáo diết đi theo nhóm người trên khiếu kiện đòi đất của công ty cổ phần cà phê Airpoc. Chỉ đến khi sự việc bị đẩy lên cao, 19 người trong buôn bị khởi tố bắt tạm giam thì ông mới thấy hết hậu quả của những nông nổi của mình. Chú nhận lỗi, chú đã sai rồi. Chú cũng mong muốn tất cả mấy người đó là sai rồi. Bây giờ từ đây là cho hết là phải sửa hết lỗi đó. Rồi Đảng nhà nước thông cảm cho, để cho là bà con, rồi giống như người như chú là làm lại từ đầu. Đấy, chú sẽ hứa như vậy. Tôi cũng mong muốn Đảng nhà nước khoan hồng cho mấy người kia để họ được trở về nhà cùng sống trong gia đình. Rồi họ sẽ chấp hành chủ trương đường lối của Đảng nhà nước. Vụ việc đáng buồn ở thị trấn Airpoc, huyện Cư Mờ Ga đến nay cũng đã lắng xuống. Nhưng qua đây, các hộ dân trong buôn Lang và buôn Airpoc cũng đã dần rút ra bài học cảnh giác để sau này không bị kẻ xấu lợi dụng, kích động, lôi kéo vào các vụ việc tranh chấp đất đai sai trái và phá hoại tài sản của các công ty, lâm trường, cơ quan nhà nước gây phức tạp về an ninh trật tự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Rơ Lấp, tỉnh Đắk Nông đang tiến hành điều tra vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra vào các ngày 21 tháng 6, 16 tháng 11 và 17 tháng 11 năm 2021 tại thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắk Rơ Lấp, tỉnh Đắk Nông. Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Rơ Lấp đang tạm giữ một phương tiện, cụ thể máy cuốc, hiệu Komatsu, màu sơn vàng, số máy 2306. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Rơ Lấp, tỉnh Đắk Nông thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại điểm tiếp dân của Công an huyện Đắk Rơ Lấp để ai là chủ sở hữu phương tiện nêu trên mang đầy đủ các loại giấy tờ có liên quan đến phương tiện. Liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Rơ Lấp, địa chỉ số 7 đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố 3, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk Rơ Lấp, tỉnh Đắk Nông để được hướng dẫn thủ tục giải quyết, hoặc liên hệ trao đổi trực tiếp với đồng chí Hoàng Đình Sơn, điều tra viên, số điện thoại 0357-048-048. Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu chủ sở hữu của phương tiện nêu trên không liên hệ giải quyết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Rơ Lấp sẽ làm thủ tục tịch thu xung công quỹ nhà nước theo quy định của pháp luật. Mọi yêu cầu khiếu nại về sau không được giải quyết. Sau khi được Công an huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai vận động, đối tượng truy nã Lê Tấn Tài, 34 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai, đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi cố ý gây thương tích. Theo hồ sơ công an, khuya ngày 30 tháng 12 năm 2022, Tài đến nhà Đặng Văn Sơn, 27 tuổi, ở xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ để rủ Sơn đi mua ma túy về sử dụng. Do biết Tài đến gặp Sơn để tụ tập sử dụng ma túy, anh Đặng Văn Tâm, 23 tuổi, là em trai của Sơn, đã đuổi Tài về nên cả hai xảy ra mâu thuẫn. Tài lấy con dao trên xe chém anh Tâm gây thương tích 15%. Sau khi gây án, Tài đã nhanh chóng bỏ trốn. Đến ngày 4 tháng 5 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Mỹ ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Lê Tấn Tài về hành vi cố ý gây thương tích. Tiếp theo là những thông tin truy nã tội phạm. Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Lê Thị Hương, sinh năm 1976,
hộ khẩu thường trú tại xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa về tội mua bán phụ nữ. Đối tượng này có nốt ruồi cách 1,5cm dưới sau đuôi lông mày phải. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Thanh Hóa còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng Triệu Thị Huyền Trang, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại số 168 Đoàn Thị Điểm, khu phố 5, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Đối tượng này có sẹo thẳng 2cm, cách 3,8cm trên trước đuôi lông mày phải. Và đối tượng Lê Đình Trình, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại thôn Phú Sơn, xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, cũng phải nhận quyết định truy nã của Phòng Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Thanh Hóa về tội vận chuyển tiền giả. Đối tượng này có nốt ruồi cách 2cm dưới sau đuôi lông mày trái. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an theo số máy đường dây nóng 069-234-5860 hoặc 069-232-1667 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.